Hôm qua đặt bữa trước chứ, hai bữa trước đặt hai cái bẫy cá này cả nhà, test nè. Thịt test mấy cái mới nè. Vậy em đặt hai cái chạy đựng cái cả nhà, vô được hai em cặp. Dở lên xổn xổn mình lại là mình thấy cái bẫy nó nghiêng xuống gì vậy? Nó nhổng lên đầu là nó nghi nghi rồi. Dở lên một cái xổn xổn xổn. Quá trời dữ luôn. Hai con cả nhà, này hơn nửa ký ạ. Quá im nhà ơi, lập này lập là nhỏ nha. Thì thấy ngon quá, đầu tư thêm 4 cái nữa là 6 cái nha nha. Nãy Hiệp tính không có dính, Hiệp không có quay.